Nguyễn Thu Thủy đăng quang ngôi vị Hoa hậu Việt Nam năm 1994 khi vừa tròn 18 tuổi. Thu Thủy không chỉ sở hữu vẻ đẹp kiêu sa mà còn được đánh giá cao ở khả năng ứng xử giao tiếp trong cuộc thi năm đó. Đã hơn 20 năm sau kể từ khi giành vương miện Hoa hậu, nhưng Thu Thủy vẫn luôn giữ được nét đẹp tươi trẻ, dịu dàng và hiện đại. Hiện tại Hoa hậu tập trung cho công việc kinh doanh của bản thân, cô ít xuất hiện trên báo chí hơn và đang có một cuộc sống riêng đầm ấm với hai con của mình. Cảm ơn những bông hồng nhỏ đến từ câu lạc bộ Họa Mi, và chính những giai điệu rất ngây thơ và những khuôn mặt rất dễ thương vừa rồi đã mở màn cho My Playlist, giai điệu kết nối ngày hôm nay. Và dường như khách mời của chúng ta thì lại không hề liên quan gì đến bài hát vừa rồi. Xin được trân trọng giới thiệu khách mời Hoa hậu Thu Thủy. Xin chào anh Tuấn, xin chào quý vị khán giả đang theo dõi chương trình giai điệu kết nối My Playlist. Và có lẽ câu vừa rồi của chúng tôi đã nói lên được rất nhiều tại sao mà tôi lại nói là Thu Thủy không liên quan đến bài hát Thiếu Nhi vừa rồi. Chúng ta sẽ cùng đi tìm hiểu là chị có liên quan hay không. Câu chuyện của Thu Thủy sinh ra tại Hà Nội đúng không? Dạ. Và khi đó bạn lớn lên, tuổi thơ của bạn có những ký ức như thế nào? Em là một trong những người thế hệ 7X nhưng mà lại sinh ra ngay sau chiến tranh. Em sinh năm 1976. Và tuổi thơ của em... Khi đó nhìn về tuổi thơ thì rất là êm đềm, mặc dù là rất là khó khăn rất nhiều. Chắc anh Tuấn cũng nhớ về những cái thời đó. Mà em nhớ là ngày xưa những cái buổi trưa hè,
Thế mà em vẫn ngồi và nghe thấy tiếng ve kêu râm ran, nhìn ra ngoài ban công, nhìn ra ngoài cửa sổ, thấy tán lá phượng xanh. Và mình thấy là đến bây giờ dù mình có đi bất cứ đâu, đến bất cứ chỗ nào, mình cũng không bao giờ mình quên được cái cảm giác những cái trưa hè cao vút như thế và những cái năm tháng rất là đẹp đẽ của Hà Nội như thế. Không biết Thu Thủy hồi trẻ có nghịch không? Em hồi nhỏ thì rất là yếu. Tuổi thơ của em là ở trong nhà, không nghịch, tức là không có nhiều. Tại vì ngày xưa thì cứ bị nhốt ở trong nhà, thế xong rồi mình ở trong nhà mình nhìn ra ngoài cửa sổ, mình thấy các bạn mình chơi và mình tưởng tượng đến các bạn mình qua cái khung cửa sổ đấy. Nhưng mà đặc biệt là em rất là nghịch ngầm. Em rất là hay phá, chẳng hạn như là mình bị nhốt cả ngày đến lúc mẹ mình về chẳng hạn, nhưng mà cái sân của khu có một cái bể nước chung chẳng hạn, mà vừa mới xây một cái bờ tường lên, thì bao giờ mình cũng phải lén mình ra, mình ấn cái bàn chân của mình lên đấy để cho nó in đúng cái hình cái năm cái ngón chân của mình, coi như là tạo dấu ấn chẳng hạn. Tôi thì tôi thấy này, những em nhỏ nghịch thì mới là thông minh. Ở trường bạn học có giỏi không? Ở trường em thì từ nhỏ thì em học làng nhàng, tức là lúc nào cũng được học sinh tiên tiến, năm nào mà có khó khăn là tức là phải cố gắng lắm thì sẽ được học sinh giỏi. Tuy nhiên thì có một số môn thì em học rất giỏi và rất xuất sắc, bao giờ năm nào cũng được có một bài văn là được giữ lại làm bài văn mẫu của trường. Thế không biết là có gọi là học giỏi hay là học em thì vẫn cho là đấy là học bình thường. Tôi nghĩ là cái này tùy thuộc vào mỗi nhận định của mỗi người. Nếu như mà quan trọng nhất là bố mẹ bạn và gia đình bạn có coi việc đấy là học giỏi hay không, đúng không ạ? Nhưng tôi nghĩ là tuổi thơ của mỗi một ai khi lớn lên thì cũng luôn luôn có những ký ức. Và ký ức mà Thủy vừa mới kể với chúng tôi, nó rất là đẹp. Chúng ta cùng quay trở lại với chương trình một chút về âm nhạc đi. Thì hồi bé thì Thủy nghe nhạc như thế nào? Hồi bé thì em rất là thích học violon và piano. Cái khu phố nhà em thì có gần một cái trường âm nhạc. Thì em thấy ở đấy có một cái đàn piano thì em rất là hay đi qua. Tuy nhiên thì mình không có cơ hội mình được học đàn. Có một chị hàng xóm thì thường xuyên kéo violon, thì có cái hè năm đấy thì em xin được học, tức là học mót ấy. Không có đàn thì học theo chị thôi. Và em rất là thích những cái nhạc của em, từ nhỏ đến sau này thì em nghe nhạc thứ nhất là qua đài phát thanh. Đến sau này, đến những năm cách đây chỉ vài năm thôi, khi em sinh con, em ở nhà, em vẫn cũng nghe nhạc qua đài. Tôi vẫn nhớ là những cái chúng ta hay quen gọi là loa phường. Vâng. Không biết là Thủy còn nhớ không? Có. Nhưng mà luôn luôn được nghe những cái âm thanh từ đấy, bởi vì là trước mỗi buổi phát thanh thì luôn luôn có những bài hát. Thu Thủy có như vậy không? Em rất là thích loa phường, rất là thích nhạc. Đến bây giờ thỉnh thoảng nếu anh đi trên một số tuyến phố thì vẫn nghe thấy một vài những cái ở các ngã tư, có những cái bài ngã tư đường phố rất là Hà Nội, nó rất là đặc biệt. Chắc là chỉ có không đâu trên thế giới có một cái thứ âm thanh mà nó gắn bó với mỗi con người như thế. Ký ức loa phường của bạn, bây giờ nếu tôi nói là một bài mà bạn nhớ nhất nghe từ loa phường. Em có một lần, tức là có một cái giai đoạn em hay phải đi học buổi sáng. Hồi đó là em đang là sinh viên của Đại học Ngoại giao. Thì mỗi buổi sáng thì bao giờ cũng đi học. Năm đó thì em đang đứng giữa, năm đó là năm sau khi em được Hoa hậu rồi. Em đang học năm thứ 2, thứ 3 của Đại học Ngoại giao. Lúc đó thì mình thấy mình rất là cô độc. Và trên cái đường đi học đấy thì bao giờ em cũng đi học sớm, cố gắng đi học rất sớm. Hàng ngày trên đường cứ nghe loáng thoáng những cái tiếng loa phường phát bài Hà Nội đêm chờ gió. Không biết tại sao cái giai đoạn đấy, cái bài đấy lại đang hot hay sao ấy. Và lúc đấy thì không đèn đỏ không nhiều như bây giờ đâu. Nhưng cái đường đi học, đường đến trường của em nó dài lắm. Và mình cứ đi, thế xong rồi mình cứ nghe loáng thoáng, mình cứ đi, mình cứ một mình trên một con đường vắng, cứ như vậy. Và đôi khi những giai điệu đấy sẽ đồng hành cùng với mình. Nó không đồng hành mà nó ám ảnh. Vâng, đấy, vâng. Như tôi nói là nó luôn luôn ở trong đầu. Vâng. Với những cái suy nghĩ đấy, cho dù bạn có ở đâu đi chăng nữa, cho dù bạn có ngồi ở đây, nếu như bạn nghe được những giai điệu đấy, thì chắc là tất cả những ký ức đấy lại ngồi về. Hà Nội ơi, tươi xanh màu áo, những con đường thân quen còn đó, tiếng giao vang đâu đây nghe động trời đêm. Hồng Hà ơi, buồn mãi khẽ khẽ thuyền về, cánh mé thì thầm.
đêm hè giọng dân ca sao gửi nhắc hồ Hà Nội ơi xanh xanh liễu dù mặt hồ Hương cô đơn sâu dù ngoài ngõ vắng con sông nào vẫn vỗ về vào đám mê Hà Nội ơi Hà Nội ơi từ đầu đến giờ thì những câu chuyện của bạn rất là đẹp, nó đi đúng theo ký ức của bạn, từ những chiếc loa phường, từ những con phố, từ những suy nghĩ của bạn. Nhưng tôi tin chắc rằng sau năm 1994 thì sẽ có rất nhiều đổi mới, vì lúc đó bạn mới 18 tuổi và đạt vương miện Hoa hậu Việt Nam. Em đạt vương miện năm 1994. Năm đó cũng là năm đổi mới của đất nước, trở thành một cái hình ảnh đại diện cho một cái thế hệ mới, một nước Việt Nam mới, đổi mới sau chiến tranh, hướng đến những cái phát triển kinh tế và thịnh vượng hơn. Vì vậy cho nên tất nhiên là cuộc sống của một cái cô gái, một cô bé 18 tuổi với một cái ký ức Hà Nội yên bình và khó khăn như thế. Hoàn toàn thay đổi đúng không? Nó thay đổi hoàn toàn. Có nhiều người sẽ nghĩ là các bạn hoa hậu nếu như có nhiều thuận lợi về kinh tế thì bạn ấy sẽ sướng hơn những người khác. Còn có những người thì cho rằng là cô ấy làm hoa hậu rồi cô được đi đây đi đó, được tiếp xúc với nhiều người, đấy là cái sướng về tinh thần. Thủy ở phía phe nào? Em nghĩ rằng là một người đã sinh ra trong một gia đình thực ra là không coi trọng tiền bạc. Bố mẹ em không coi trọng tiền bạc, đến bây giờ vẫn không coi trọng tiền bạc. Vẫn nghĩ rằng những cái giá trị tinh thần nó quan trọng hơn. Và em nói rồi, tức là em đã phải trải qua một cái cuộc bứt phá hoặc là đi theo con đường, tức là em sẵn sàng em có thể trở thành một nhà nghiên cứu, có thể suốt ngày đọc sách cũng được. Nhưng em nghĩ rằng tiền bạc nó cũng quan trọng và nó mang lại cho người ta cho con người ta tự do hơn. Tuy nhiên thì đến một cái thời điểm nào đó, đến một cái mức độ nào đó, thậm chí là thành công nào đó, thì người ta sẵn sàng người ta từ bỏ để người ta trở về với những cái giá trị tinh thần. Tôi nghĩ là Thu Thủy qua rất là nhiều giai đoạn về tư duy suy nghĩ khác nhau. Có lúc thì tôi thấy bạn có vẻ rất là muốn kiếm tiền, có những dự định bỏ học đúng không? Thế nhưng mà bây giờ sau khi những cái giai đoạn kiếm tiền rồi thì quay trở lại với tình cảm. Về tình cảm thì làm một hoa hậu thì có được hạnh phúc không? Người ta thường nói rằng là hoa hậu thì khó hạnh phúc. Nói chung là làm người đẹp thì khó. Chắc là em cũng không nằm ngoài cái đó. Nhưng mà em không nghĩ là bởi vì em đẹp mà em không hạnh phúc. Mà em nghĩ rằng là mình là một cái người, có lẽ là mình có nhiều lựa chọn quá và mình dám dấn thân quá, nghĩ đến tương lai, nghĩ đến những cái khó khăn mà mình phải đối mặt thì mình sợ lắm.
Và những cái lúc như thế thì có hai cách. Một là mình lao ra đường, mình đi gặp gỡ rất nhiều bạn bè và để các mình sa đà vào các cái cuộc vui. Và hai là mình trở về với mình, đối diện với mình, trần trụi nhất, mệt mỏi nhất, yếu đuối nhất. Khi mà mình, như bạn nói, mệt mỏi nhất, trần trụi nhất, thì bạn cũng luôn luôn sẽ tìm đến những người thân nhất, gần nhất với mình. Có thể đó là những người bạn, nhưng tôi nghĩ là gia đình sẽ quan trọng hơn. Tôi đang không định nói đến bố mẹ của Thu Thủy. Bạn biết tôi đang anh đang định nói đến nửa kia. Tôi nói đến có thể là các con của bạn. Các con thì lại càng không. Em có một cái cách khác với bố mẹ mình trong việc giáo dục con cái. Có nghĩa là bố mẹ mình thì luôn luôn dạy các con mình phải làm điều tốt và chỉ nói về những điều tốt, không nói về những điều xấu và không nói về thất bại. Thế còn em thì em cho các con em nhìn thấy hết, nhìn thấy cuộc sống nó là như thế. Và nó không có một cái giá trị nào, tất cả các giá trị không có một cái gì nó là bất biến cả. Ngày hôm nay có thể đúng, ngày mai có thể sai. Tôi nghĩ là với một hoa hậu như bạn, khi mà có con nó cũng sẽ thay đổi rất là nhiều từ tư duy đến cách sống. Vâng, em trước đây thì em có một thời gian thì em là con người của xã hội, em đi rất là nhiều. Một ngày em phải gặp rất là nhiều người. Và em nghĩ rằng là bản tính em cũng là một người tương đối hiếu thắng. Cho nên em nghĩ là em làm trong cái lĩnh vực gì em cũng phải đứng số 1, phải đứng đầu. Đến lúc em có con thì em thay đổi hoàn toàn. Tự nhiên mình thấy mình có nhiều giới hạn quá. Có nhiều việc mình không được làm. Có nhiều những cái thứ mình không thể, không nên và không bao giờ thách thức. Rồi nếu mà được lựa chọn thì bao giờ mình cũng sẽ lựa chọn lùi, lựa chọn làm mẹ. Và em làm mẹ 2 lần. Cả 2 lần đó thì đều làm cho em thay đổi rất là nhiều. Thay đổi về cuộc sống, thay đổi về cách nhìn, thay đổi cả về những cái giá trị trong cuộc sống nữa. Và đến bây giờ thì em vẫn không ân hận về cái chuyện đó. Bây giờ thì bạn chăm sóc, dành thời gian như thế nào cho các con của mình? Bây giờ gần như là trừ những ngày phải đi buổi tối, phải đi công tác hoặc là có những cái việc đột xuất. Còn phần lớn thời gian buổi tối là em dành cho con. Bạn dành hết tình cảm cho và tình yêu của mình cho con cái không? Không, cũng không hẳn. Con cái nó có cuộc sống riêng của con cái. Quan điểm của bạn là để cho chúng tự lập. Để cho tự lập. Và biết đâu đấy cũng là một cái thử thách đầu đời. Có thể nó không hoàn thiện, nhưng nó sẽ giúp con em hoàn thiện hơn trong một cái khó khăn nhất định nào đó, không như những gia đình bình thường khác. Tôi nghĩ đấy cũng là một cách của một người mẹ yêu con. Và tôi nghĩ là các con của bạn khi lớn lên sẽ hiểu được tình yêu này. Mẹ thương con có hay chăng, thương từ khi thai nghén trong lòng, mấy nắng sớm chiều mưa dầm, tinh khôn cùng à.
đây cũng là một bài hát mà tất cả chúng tôi muốn dành tặng bạn. Thực ra cái bài hát này em rất là thích. Em chia sẻ thêm, tức là cả hai đứa con em đều hát ru. Và em đều hát cái bài này. Không hiểu sao cái bài này nó làm cho mình, khi mà mình hát lên ấy, nó rất, mình cảm thấy người mình nó mềm, tim mình nó mềm ra. Và cái lời bài hát không chỉ nói về mẹ đâu, mà còn nói về quê hương. Qua cái bài hát này, từ lúc em hát ru từ bé, mặc dù là em hát thì cũng không hay, mà bài hát này nó rất là cao, em hát chắc là lạc giọng rất là nhiều. Nhưng mà em nghĩ rằng là đấy là cũng là một cách mà người mẹ kể một câu chuyện cho con mình một cách đầy đủ nhất. Vâng, tôi nghĩ là những chi tiết rất là nhỏ đấy, những tình cảm rất là nhỏ đấy được gửi gắm qua giọng hát của bạn. Cho dù lúc đó bạn cảm nhận như thế nào và công việc ở ngoài như thế nào, thì qua cái giọng hát của bạn, con của bạn cũng sẽ cảm nhận được. Còn bây giờ thì quay trở lại với câu chuyện hơi hiện tại một chút đi. Tôi được biết là Thủy khi mà đạt danh hiệu, bạn cũng đã nói là bạn đi nước ngoài rất nhiều. Và tôi được biết là bạn có một thời gian sinh sống ở Mỹ. Thời gian đó đối với bạn như thế nào? Em sang Mỹ một thời gian tương đối dài, vừa học vừa làm việc ở đó. Trong đời em tính đến bây giờ thì có đến hơn 3 cơ hội được sinh sống ở nước ngoài. Và đều là những cái cơ hội rất là tốt. Và em luôn luôn nghĩ về Hà Nội. Em nghĩ rằng là mỗi người ai cũng có một cái gốc gác về mặt tinh thần ấy. Họ gắn bó với một cái mảnh đất nào đấy. Khi mình ở trong nước thì mình không cảm thấy đâu. Nhưng mình ở một nơi nào đó, chẳng hạn như mình nhìn thấy thấp thoáng có cái bóng cờ Việt Nam chẳng hạn. Hoặc là mình nghe thấy một cái tiếng Việt thôi. Hay là nghe một cái giai điệu, có những cái giai điệu nào đó thôi. Nó làm cho mình nhớ và mình da diết, nó nhớ về quê hương. Khi bạn ở nước ngoài ấy, thì bạn có đã từng bao giờ gặp những cái người anh em mà có cùng suy nghĩ với bạn, luôn luôn muốn tự hào về một đất nước như là một người con của đất nước Việt Nam không? Em có năm ngoái em có làm một cái dự án làm phim và phỏng vấn rất là nhiều những người Việt ở nước ngoài, có những người tức là rời Việt Nam từ trước năm 45 và đến bây giờ, tức là sau bao nhiêu năm thì không còn người quen nữa. Nhưng mỗi người có một cái ám ảnh, mỗi người có một cái niềm thương nhớ về Việt Nam rất là đặc biệt. Mà em thấy nó đặc biệt đến cái mức mà mình nhiều khi mình cũng phải rơi lệ bởi vì cái cảm xúc đó. Tôi thấy là bạn, khu nghe nhạc của bạn về âm nhạc, tôi không biết là ở lúc ở Việt Nam hay ở bên nước ngoài, nhưng mà có vẻ là hơi già dặn một chút đúng không? Thực ra thì em ít nghe nhạc Việt Nam lắm. Em thích nghe nhạc cổ điển. Và em thấy nếu mà được nghe nhạc thì em tìm thấy cái sự hài lòng, sự đầy đủ với nhạc cổ điển hơn. Thế bạn có một cái kỷ niệm cụ thể nào về một bài hát mà khi bạn sống xa nhà thì bạn luôn luôn nghe bài đó không? Thường là em thích những cái bài nhạc có tính chất cách mạng, gọi là nhạc đỏ đấy, vâng. Hùng tráng một tí. Bạn có thể, bạn có nhớ một giai điệu, một bài hát nào mà bạn thích nhất, nhạc đỏ? Cái hình ảnh, em không hát được đâu, chứ đừng bắt em hát. Nhưng mà em thích cái sự hùng tráng trong bài Việt Nam trên đường chúng ta đi của nhạc sĩ Vizu. Khi đó bạn đã bao giờ thử hát cái bài đấy chưa? Em chỉ hát theo thôi, chứ còn tự bản thân em, bởi vì bài hát đấy là dành cho giọng nam. Em không hát được. Nhưng mà em thích cái đoạn điệp khúc ấy. Ta đi qua núi, qua đèo, những ngọn đèn sáng đang chờ ta đó, nơi mẹ đàn con thơ gì đó. Em thích cái giai đoạn, cái đoạn đó nhất. Còn cái phần mở đầu thì nó cũng rất là tự hào, nó hào sảng, nó mở ra cả một cái hình ảnh rất là dễ chịu, rất là rộng lớn. Nhưng cái đoạn điệp khúc ấy nó nhắn đi nhắn lại. Bạn đang làm tôi cùng rất nhiều những người mà đang ngồi trước màn hình theo dõi chương trình Giai điệu kết nối cũng sẽ cảm thấy tự hào mình là người Việt Nam. Và để kết thúc chương trình này thì cho phép tôi được gửi tặng bạn chính bài hát mà bạn vừa kể với chúng tôi, bài hát mà bạn yêu thích, một sáng tác của nhạc sĩ Huy Du. Và đây cũng là một lời cảm ơn của chúng tôi đối với Hoa hậu Thu Thủy. Xin chào và cảm ơn bạn đã đến với chương trình này. Việt Nam trên đường chúng ta đi,
nghe gió thổi đồng xanh quê ta đó, nghe sóng biển ầm vang xa tận tới chân trời, nghe ấm lòng những khi đang dồn bước mà vui sao ta chẳng nói nên lời. Dặm đường xa trường xa dồn dập những chiến công, ta đi qua phố qua làng ngọn đèn sáng rực lòng ta đó, nơi mẹ nói âm lành con gió đã đem vui dịu dịt mai trường, ta đi đường sấm bóng hàng dương đất bom đào đã lên màu tỏ mới, nhưng cặp mắt đêm đêm trong đời trường xa dồn dập những chiến công. Miền Nam ơi, miền Nam ơi, những dòng sông soi bóng rửa xanh, những đỉnh núi quất mây mờ xa tắm, ta sẽ đến nơi đâu còn rằng ta chưa về khi tổ quốc chưa yên. Việt Nam, Việt Nam.